Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ đi đến Pennsylvania. Đang có rất là nhiều người ở đó. Thật là tuyệt vời. Tôi rất vinh dự có mặt với cô Amy và gia đình cô ấy. Cô ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời. Tôi hy vọng là tiến trình chuẩn thuận sẽ thật nhanh chóng. Và tôi nghĩ cô ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời. Khi một giáo sư được kính trọng ở Đại học Notre Dame nói rằng cô là một sinh viên giỏi nhất của ông ấy, chuyện đó nói lên rất nhiều điều. Cô đứng đầu trong lớp của cô ấy. Thật là một vinh dự. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Sẽ có sự bùng nổ trong quá trình chuẩn thuận hay không? Tôi không nghĩ là có chuyện đó. Không hiểu là họ có thể làm gì được. Câu hỏi đã đặt ra là sẽ có sự bùng nổ trong khi chuẩn thuận hay không? Tôi nghĩ là khó có chuyện đó lắm. Khó ở chỗ nào? Họ có thể làm được gì? Họ có thể nói được gì? Một sinh viên đứng đầu, một học giả hàng đầu, một quan tòa tuyệt vời, một giáo sư tuyệt vời, có được sự giới thiệu cao quý nhất. Tôi nghĩ rất khó để cho họ có thể làm được gì. Ông nghĩ sao khi người Mỹ muốn đợi cho tới sau khi bầu cử? Tôi nghĩ là họ chưa có biết cô Amy. Khi nào họ gặp cô ấy, họ biết cô ấy. Đây là một việc mà chúng ta có rất là nhiều thời giờ. Chúng ta có thể làm xong trước bầu cử. Điều đó sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới nhiều người. Cô ấy thật là xuất chúng. Tôi cũng vui là các bạn đã có mặt ở đó. Bây giờ chúng tôi sẽ đi Harrisburg, Pennsylvania. Sẽ có rất là nhiều người ở đó. Rất là tốt. Chúng tôi đang làm rất tốt. Xin cảm ơn. Chúng tôi đang dẫn trước ở Pennsylvania, dẫn trước ở Florida và dẫn trước ở khắp nơi. Ông ấy bất đồng với chúng tôi trong một vài điều. Để xem sao. Nếu mà nhìn tới các lá phiếu đó, người ta đã tìm thấy những lá phiếu bị vứt vào thùng rác. Những lá phiếu có tên Trump ở trên đó, họ bầu cho ông Trump, rồi cuối cùng nó bị vứt vào thùng rác. Họ tìm thấy rất là nhiều lá phiếu bị vứt xuống sông ở một số tiểu bang. Một trường hợp khác, họ gửi ra hàng ngàn lá phiếu, gửi ra không phải một lần mà là hai lần. Vậy là họ sẽ bầu hai lần. Cả câu chuyện này tôi đã nói với các bạn rồi. Vụ gian lận phiếu này sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề cho đất nước của chúng ta. Tôi muốn có một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa, nhưng nó phải là một tiến trình hợp pháp. Khi có nhiều ngàn lá phiếu gửi ra cho người ta và gửi ra tới hai lần, người ta sẽ bầu hai lần, và đó chỉ mới là một trong nhiều vấn đề lắm. Hãy xem lại lần bầu cử sơ bộ ở Iowa. Họ vẫn chưa biết ai là người thắng. Các bạn hãy nhìn đi, thật là một thảm họa sử dụng hệ thống này. Và cho tới nay họ còn chưa biết ai là người thắng cuộc nữa. Có quá nhiều lá phiếu bị mất, có quá nhiều gian lận. Chúng ta không thể làm như thế được. Và đó chỉ mới là một cuộc bầu cử cỡ nhỏ thôi đó. Chúng ta không thể làm điều này với đất nước của chúng ta được. Để xem, chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đang theo dõi, Bộ trưởng Tư pháp đang theo dõi, cảnh sát đang theo dõi, cảnh sát địa phương cũng đang theo dõi. Thật là một chuyện đáng buồn. Và còn ông Bloomberg nữa. Ông Bloomberg không thể nào mà đi xuống Florida để mà trả tiền cho người ta để đi bầu. Ông ấy sẽ phạm tội nếu ông ấy làm như vậy. Và ông ấy đã làm như vậy. Ông ấy hiểu điều đó. Khi vào cuộc tranh luận, ông sẽ có tấn công ông Biden hay không? Tôi không biết, phải đợi tới lúc tranh luận đã. Ông Steve mới hỏi là tôi có sẽ tấn công hay không. Tôi không biết, tôi chưa biết. Mỗi lần ông ấy xuất hiện đều khác nhau cả. Tôi đoán chắc ông ấy uống các loại thuốc khác nhau. Nhưng mà ông ấy mỗi lần xuất hiện là đều khác hết. Cho nên tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã làm việc này lâu rồi. Nhưng mà ông ấy làm việc này tới 47 năm. Tôi thì làm 4 năm. Đó là một sự khác biệt lớn. Cô phải nói nghe cho rõ hơn. Điều đó còn tùy thuộc vào các thẩm phán nữa. Họ sẽ xem xét. Tôi thì chưa bao giờ thảo luận với cô Amy. Tại vì cái đó không thích hợp để thảo luận. Họ sẽ phải quyết định về điều đó. Đó là cái quyết định của các thẩm phán. Nói rõ lại đi. Tiến trình chuẩn thuận sẽ vào ngày 12 tháng 10, có đúng không? Có vẻ là như vậy. Họ sẽ thông báo sớm. Ông Lindsey Graham sẽ thông báo sớm. Nhưng mà nó sẽ diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi dự định sẽ làm trước ngày bầu cử. Nó sẽ diễn ra nhanh chóng. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở Harrisburg.
And we look forward. We have a big, big crowd. That was great. It was a great honor to be with Amy and the family, and she's going to have an amazing future. I think it's going to go quickly, I hope. But I think she's got a great future, brilliant. When the professor at Notre Dame, one of the most highly respected, said the best student he's ever had, that means something. And first in her class and all of that. So it's a great honor. Today was a big thrill. I think it's very hard. I mean, I don't know how they can do it. The question was, do I expect any fireworks at the confirmation? I think it's very hard. She's, you know, where? What could you say? The best student, best academically, great judge, great professor, the highest recommendations, right? So I think it's very, very hard for them to do it. How do you feel about a majority of Americans wanting to wait till after the election? Well, I don't think they know Amy when they get to meet her and get to see her. But, you know, this is just something. We have a lot of time. Because if you really look, you know, we don't have to do it before. But I think this will be done before the election. I think it'll send a great signal to a lot of people. But she's outstanding, and I'm glad you could be there. So we're going to Harrisburg, Pennsylvania. And it's going to be a lot of people there, and that's good. And I think we're doing very well. Thank you. We're leading in Pennsylvania. We're leading in Florida. I think we're leading everywhere. Well, he disagrees with us on a couple of things. We'll see what's going on. But if you look at the ballots, you know, they found ballots in a garbage can. And they had the name Trump on them. They were cast for Trump, and they found them in a garbage can. They found many ballots, as you know, in a riverbed in a state, in a certain state. They had another case where 1,000 ballots were sent, but not single. They were sent double. So you get to vote twice. This whole thing I've been telling you, this whole ballot scam is going to cause a lot of problems for our country. I want to see a very peaceful transition, but it's got to be a legal process. When you get thousands of ballots sent to people and they're double ballots where you get two votes. And that's just one of many problems. Go back and look at the Iowa primary, Democrat primary. They still don't know who won. I mean, you look at it. It was a disaster using this system. And I don't think they know who won yet. Many ballots were missing. There was fraud. There was, look, we can't do this. And that was a relatively small number of people. We can't do this to our country. So we're going to see. We're going to watch. And we're watching very closely. The U.S. attorneys are watching. The attorney general's watching. The sheriffs are watching. Local police is watching. And it's a very sad thing. Also, Bloomberg. Bloomberg can't go to Florida and pay people to vote. He's paying people. He committed a crime if he does that. And he has done that. So, you know, he understands that. So that's it. But are you going to go on the attack against Biden at the debate? I don't know. I'm going to go to the debate. Steve's just asking, will I go on the attack? I have no idea. I have no idea how he's going to be. He's always different when he comes out because he's on a different medication, I guess. But he's always very different when he comes out. So I have no idea what's coming out. But I've been doing this for a long time, but he's been doing it for 47 years. I've been doing it for 4 years. It's a big difference. You're going to have to talk. Would you be okay if abortion becomes illegal in certain states? Well, that's going to be up to all of the justices. They're going to see. I never discussed that with Amy. This is something that, because it wouldn't be appropriate to discuss, they're going to have to make a decision, and that's going to be for the judges to see. Say it. Is the confirmation hearing going to be on October 12th? It looks like it. They'll be putting that out very shortly. Lindsey Graham will be putting that out very shortly. But it's going to go fast. We're looking to do it before the election. So it's going to go very fast. Thank you all. See you in Harrisburg. Thank you.